Kẹo chua bà. Kẹo chua. Mấy cái này mình mua cái nước chai. Cắt đôi chỉ cần chua. Người ta xin nè, có người ta xin được 3 cây. Có tiền chơi mình cũng được không? Chơi mình đi. Tôi chơi với anh lại. Chơi với free. Đi vệ sinh đi rồi đi. Nó gì? Thôi được không vậy đó, bỏ vậy ra đuổi không? Đuổi đi. Kệ đi, ngồi đi. Đuổi đi. Kìa gốc cây kìa Phú, à, đây nè anh quay phim cho kinh. À ghê quá. Phú, đây nè gốc cây nè anh quay phim cho. Tôi ăn bánh dễ thương mà bà. Tới đây bánh tôi bà. Với bà cho tôi qua chung với. Chửi mình bà. Đúng rồi. Không tôi không chửi đâu, có là tôi nữa rồi. Bánh ăn. Rồi bánh ăn đi bà. Nó có nó ăn mà nó xin được con kìa. Nó tôi ăn miếng này. Tôi ăn mấy cái đó của chú Phú không phải của cô Hằng. Đúng rồi. Hôm nay ăn kẹo chua. Chua, tôi qua hồng miếng. Tưởng cho bà. Người ta là con nít người ta hiếu ăn. Chứ không phải với bà lớn rồi mà ham ăn. Trời đó. Có kẹo chua hơn nè, mấy bà có kẹo chua hơn. Tại dẫn qua là bo cô bà là một người lớn. Chỉ nhiên rồi, mấy bà không biết kiếm trên nhiều dưới. Tôi lớn mấy bà không biết. Chung chung mà ông cho nó quýnh chết bà luôn. Lấy thịt đèo bóng không bà? Hả? Lấy thịt đèo bóng không? Là sao? Cô Hằng lấy thịt đèo bóng. Con còn ghế của Hằng nữa bò. Hai ngoại cho con. Ê, hồi đó tôi nhớ tôi quay clip với là nhỏ Lâm Quy trên đây nè thật. Tao nữa. Nhớ không? Trời ơi. Xách cái vỏ, trời ơi, đồ sơ. Trời biết xách cái vỏ mà hình hai con mắt á. Cái thời mà nó mới nổ hai con mắt á. Má. Trời ơi kìa. Đây có mình thôi đó Phố. Mặt trước lụng mèo. Tao giờ ra, tao đứng tao nhảy tụi bay con bà nha. Hôm sau có gì đó nguyên cái gì? Cái thuyền, cái ghe vậy kìa. Quay lại đi bà. Giờ tao xô thương thú cái tụi bay đè cho quýnh cho tao nha. Trời bà mai nghĩ làm luôn bà, không cần nghỉ luôn á. Không có bán ăn uống luôn. Hôm nay nó làm không có. Hôm nay là nó cho bán đồ. Nghe đi ra sân chưa? Ra sân, đi ra sân rồi. Ôi, chọc lê luôn á.